Giả dụ là mình đang thả diều với một người bạn và ngay tại thời điểm này mình cách người bạn kia 40 m và mình biết độ dài của sợi dây của diều là 30 m và mình đo góc giữa diều và mặt đất mình đang đứng trên thì mình thấy góc nó là góc 40 độ. Điều mình muốn biết là mình có thể dùng sức mạnh lượng giác để tìm ra góc giữa sợi dây và mặt đất hay không? Mình nghĩ là các bạn nên dừng video ngay bây giờ và thử giải nó sử dụng những dữ kiện mà bạn đã có nha. Mỗi khi mình nhìn thấy một tam giác không vuông và mình cần tìm độ dài của các cạnh hay các góc thì mình sẽ nghĩ ngay là định lý hàm cos có thể hữu dụng hoặc định lý hàm sin. Vậy hãy nghĩ xem mình nên dùng định lý nào trong trường hợp này. Định lý hàm cos mình sẽ viết lại ngay đây định lý hàm cos là c bình bằng a bình cộng b bình trừ 2ab cos theta. Vậy nó đang liên kết ba cạnh tam giác với nhau. Vậy ABC theo một góc. Vậy ví dụ nếu mà mình có hai cạnh và góc nằm giữa, mình có thể giải ra cạnh thứ ba hay nếu mình biết ba cạnh mình có thể giải ra góc này nhưng đó không phải là trường hợp mà mình có mình đang cố giải ra cái dấu hỏi này và mình không biết cả ba cạnh luôn mình đang cố giải một góc nhưng mình không có ba cạnh thì định lý cos có vẻ không phải là hay ít nhất là không rõ ràng để giúp mình giải mình có thể tìm góc này nhưng lần nữa mình không biết hết ba cạnh để giải góc đó vậy có thể định lý hàm sin sẽ giúp ích mình định lý hàm sin à thì cho là cái này có số đo góc là A Số đo góc này là B viết thường, số đo góc này là C viết thường Độ dài cạnh này là C in hoa, độ dài cạnh này là A in hoa Còn độ dài cạnh này là B in hoa Định lý hàm sin cho mình biết tỷ lệ giữa sin của các góc này Và độ dài cạnh đối diện không đổi Vậy sin của A thường trên A hoa sẽ bằng B thường trên B hoa và nó sẽ bằng với C thường trên C hòa để xem mình có thể dùng nó như thế nào ở ngay đây mình biết góc và cạnh đối diện vậy mình có thể viết tỷ lệ ra sin 40 độ trên 30 để xem mình có thể nói nó sẽ bằng sin của góc này trên cạnh này không nó sẽ bằng nhưng mình có biết hai cái này nên là chắc nó sẽ không giúp gì mình nhưng mình biết cạnh này mình có thể dùng định lý hàm cos để giải góc này và nếu mà mình biết hai góc của tam giác thì mình có thể giải ra góc thứ ba hãy làm vậy nha cho là góc ngay đây là theta mình biết đoạn ngay đây bằng 40 m vậy mình có thể nói sin theta trên 40 tỷ lệ này sẽ bằng với sin 40 trên 30 giờ mình có thể giải ra theta nhân cả hai vế cho 40 thì mình sẽ có là xem nào mình sẽ có là 40 chia 30 là 4 phần 3 4 phần 3 sin của 40 độ bằng sin theta bằng sin theta để mình giải cho theta mình chỉ cần lấy sin nghịch đảo cả hai vế Vậy sin nghịch đảo của 4 phần 3 sin 40 độ Ở đây là mình có dấu mặt đơn bằng theta Nó sẽ cho ra góc ngay đây rồi mình có thể dùng dữ kiện này và dữ kiện này để giải ra góc mà mình thật sự quan tâm Vậy hãy lấy máy tính ra và xem mình có thể tính được nó hay không nha Để mình làm rõ hơn là mình đang ở chế độ độ Rất quan trọng đó Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy sin nghịch đảo của 4 phần 3 nhân 4 nhân sin 40 độ Và ở đây nó cho mình Và mình xứng đáng một tiếng trống dồn dập đó Đúng vậy, 58 Nếu mình làm tròn nó Nhưng mà cứ để nó như vậy đi Vậy khoảng 58,99 độ cái này là khoảng 58,99 độ. Vậy nếu mà cái này là 58,99 độ thì cái này bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 180 trừ số đo góc này trừ số đo góc này. Hãy tính xem, nó sẽ là 180 độ trừ góc này là trừ 40 và trừ cái góc mà mình mới viết ra. Thật ra nó có thể hoàn toàn chính xác nếu mình bấm nút này. Vậy nó là đáp án trước của mình nên mình sẽ giữ được độ chính xác và mình có được 81,01 độ. Vậy nếu mình muốn làm tròn nó, cho là mình muốn làm nó lên hàng trăm của một độ thì mình sẽ có 81,01 độ. Vậy cái này ngay đây là bằng 81,01 độ và mình đã xong rồi.